Xin chào mọi người. Chính thành ở rễ Dương Thanh Thành Tâm Tâm chương 5328 đến chương 5337. Không lâu sau đó, nhận được tin tức của Dương Thanh từ một số cao tầng quản lý Cửu Châu, và dưới sự dẫn đầu của Mã Siêu, bọn họ đã đến nơi này. Các cao tầng Cửu Châu dẫu vẫn là nhìn thấy Dương Thanh, mặt mũi mỗi người đều tràn đầy kinh sợ. Và trước mặt Dương Thanh, đồ ra vẻ cẩn thận, từng lý từng tí, không dám có chút bất kính nào. Thời điểm Dương Thanh vừa ngồi lên vị trí tướng trưởng lão Cửu Châu, còn có rất nhiều nhân viên quản lý cao tầng đều biểu lộ vẻ không phục cho lắm đối với anh. Về sau, Dương Thanh dùng thực lực cùng hành động của chính mình đã làm ra rất nhiều chuyện long trời lở đất. Dương Thanh đã giải quyết hết mọi khó khăn cùng mang tới lợi ích cho Cửu Châu, bọn đều rõ như ban ngày. Bây giờ Dương Thanh lại đang đem thế lực đạo quốc cùng thế lực lớn mỗi uy hiếp lớn nhất của Cửu Châu giải quyết sạch sẽ. Loại chuyện như thế này đã rất nhiều năm rồi đều đã ít khi xảy ra. Gần như không có bất kỳ một thế lực nào dám trực tiếp thôn tính thế lực khác, giống như hạ gục thế lực lớn loại thế lực siêu cấp này cũng là chuyện mà các thế lực khác nghĩ cũng dám nghĩ tới. Thế nhưng là Dương Thanh lấy sức một mình để nhẹ nhõm giải quyết. Ngay sau đó Dương Thanh để thu xếp nhiệm vụ cho những nhân viên cao tầng Cửu Châu. Có một số thì lưu lại xử lý chuyện tại tòa nhà màu trắng này, có một số thì được an bài đi xử lý những nơi khác của thế lực lớn. Chúng ta thì bây giờ những gì Dương Thanh giải quyết xong vẹn vẹn cũng chính là cơ quan đầu não của thế lực lớn, còn nhân viên quản lý cao cấp nhất. Mà lãnh thổ thế lực lớn khổng lồ như vậy, bộ máy quản lý nhiều vô số kể, Dương Thanh đương nhiên không có khả năng tự mình đi xử lý. Anh đã đem đại bản doanh khó giải quyết nhất của thế lực lớn xử lý sạch sẽ. Nếu là Cửu Châu còn cách nào xử lý được những nơi khác bên trong thế lực lớn này, thì Dương Thanh cho rằng đó chính là bọn họ không đủ năng lực, không đủ trình độ để tiếp quản. Cho nên những chuyện khác Dương Thanh đều giao lại cho Cửu Châu, còn anh thì mang theo Mã Siêu rời khỏi thế lực lớn, trực tiếp tiến về cổ võ trung giới. Cổ võ trung giới bây giờ mặc dù kết giới cùng thế giới mới đã vỡ vụn trở thành một thể với thế giới mới, nhưng sự hòa nhập của những tâm môn kia cùng thế giới mới vẫn còn có một số khoảng cách. Dương Thanh rời khỏi cổ võ trung giới đã rất lâu rồi. Trước khi anh rời đi, thế cục tại cổ võ trung giới cũng mười phần hỗn loạn. Dương Thanh không khỏi có chút bận tâm về Ngô Hùng Bá bọn họ, không biết bọn họ có thể chống đỡ được sự chèn ép từ hai tòa thành khác hay không. Thời gian trôi nhanh, Dương Thanh sớm đã mang theo Mã Siêu đi vào Bạch Hổ Thành. Dương Tư Sinh, huynh trước cuộc cũng trở về, tổ số chín nữa đã chết vì nhớ huynh. Dương Thanh vừa tới mà Thanh Trúc nha đầu kia liền kích động kìm lòng không được, lao thẳng vào vòng tay Dương Thanh ôm chặt lấy anh. Lôi Uyển Nhi ở một bên đôi mắt đẹp cũng là ửng hồng, khóe mắt còn mang theo mấy giọt nước óng ánh sáng long lanh, hiển nhiên là nàng cũng hết sức kích động. Gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, nói khẽ Dương Thanh: Dương tiên sinh đã lâu không gặp. Nghe được giọng nói của Lôi Uyển Nhi mà Thanh Trúc lúc này nháy mắt mới kịp phản ứng, mình đã có chút thất thố. Giữa thế thì xung quanh đều có rất nhiều người đang nhìn, chuyện này khiến gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức đỏ bừng giống như quả táo chín, hoảng hốt vội vàng buông tay ra, cúi đầu không dám nhìn vào mặt Dương Thanh. Bất chợt mà Thanh Trúc rất khẽ với Dương Thanh: đúng rồi, thật xin lỗi Dương tiên sinh, tôi vừa rồi quá kích động, quên tuyệt đối không được tức giận. Dương Thanh cười cũng không nói gì. Mà Thanh Tú ở một bên nhìn bộ dạng em gái mà bất lực, không khỏi thở dài. Mà Thanh Tu đương nhiên là hiểu rõ mùi mùi của mình sớm đã có tình cảm khó diễn tả với người thanh niên có cái chất vương giả là Dương Thanh này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Mà Thanh Tu đương nhiên cũng không ngại mùi mùi của mình có thể cùng Dương Thanh là nam nhân này ở cùng một chỗ, nhưng điều khiến anh ta bất lực chính là Dương Thanh rõ ràng sớm đã có gia đình. Cho dù là mùi mùi của mình làm vợ bé cho Dương Thanh, mà Thanh Tu cũng sẽ không để ý tới. Chứ thật thì Dương Thanh loại nam nhân này có được rất nhiều nữ nhân cảm mến thì cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng ta lo lắng chính là Dương Thanh tự hồ đối với những nữ nhân khác không có loại tâm tư kia, mặc dù là đối với Mạc Thanh Trúc mùi mùi của mình cũng chỉ đối xử giống như một người em gái mà thôi. Mạc Thanh Tu không khỏi có chút bận tâm Mạc Thanh Trúc sẽ hủy hoại gia đình Dương Thanh, để này khiến anh ta trong lúc nhất thời vô cùng bất lực. Sau đó Ngô Hùng Bá một đám mấy người cũng nhao nhao tiến lên kích động chào hỏi cùng Dương Thanh. Một lát sau Lưu Uyển Nhi đột nhiên lại hỏi Dương Thanh: Dương tiên sinh, huynh sau lần này trở về sẽ còn trở đi nữa hay không? Dương Thanh hơi sững sờ
Chợt cười cười nói ra, tạm thời sao không rời đi, sao thế? Lợi Nhi vội vàng nói ra, không có gì, tôi chỉ hỏi một chút mà thôi. Rất hiển nhiên, nha đầu này cũng là vì đã lâu không gặp Dương Thanh, bây giờ nhìn thấy Dương Thanh đã trở nên vui mừng quá mức. Nàng lo lắng Dương Thanh sẽ lại giống như trước đó, vừa gặp mặt không bao lâu liền lại muốn rời đi. Biết được Dương Thanh cũng sẽ không rời đi nữa, nha đầu này phát hiện trong lòng mình vậy mà không thể khống chế thì lên một tia kích động. Mà Thanh Trúc ở bên cạnh cũng có tâm trạng như thế. Còn về phần Lô Chánh Thiên, vốn dĩ đã sớm nghĩ tới việc gả nữ nhi của mình cho Dương Thanh, ý nghĩ của ông ta không rắc rối như mà Thanh Tu. Ông ta cho rằng Dương Thanh bên người về sau tuyệt đối sẽ có rất nhiều nữ nhân, như thế một nữ nhi của mình cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này Lô Chánh Thiên đương nhiên đã thấy từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi nhìn ra tiểu tâm tư kia. Vì vậy Lô Chánh Thiên có vô vàn những cơ hội nói với Lô Diệu Nhi. Trong khoảng thời gian Dương Tư Sinh không có mặt ở đây, cũng không có người nào thật tốt chỉ điểm cho con. Tu Vi chỉ mãi chậm chân tại chỗ không chút tinh tiến. Bây giờ Dương Tư Sinh đã trở về, con liền đi theo bên người Dương Tư Sinh tu luyện cho giỏi đi. Là con gái của Lô Chánh Thiên, Lô Diệu Nhi đương nhiên cũng là hiểu rõ tâm tư của phụ thân mình. Chỉ có điều cảm xúc của Lô Diệu Nhi đối với Dương Thanh cũng chỉ là vì cổ khí tức vương giả trên người Dương Thanh kia, còn thực lực kinh khủng của Dương Thanh là những điều mà nữ nhân thích nhất. Đồng thời anh còn cứu phụ thân của nàng một mạng, nên nàng mới nảy sinh ra lòng cảm kích nồng đậm. Nàng mặc dù cũng thích Dương Thanh, thế nhưng là sau khi biết được Dương Thanh đã có người con gái mà anh yêu, nàng cũng đã đem phần yêu thích trong lòng đối với Dương Thanh kia yên lặng giấu ở đáy lòng, không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của Dương Thanh. Nếu chỉ bởi vì tâm tư của chính mình liền phá hoại gia đình Dương Thanh, nội chuyện này Lôi Uyển Nhi nàng là không được. Dương Thanh giờ phút này đương nhiên có thể nhìn ra nỗi lòng của mỗi một người. Chẳng qua trong tim anh chỉ muốn chung thủy với một mình Thành Thanh Tâm, trong lòng một mực áy náy và có lỗi với Thành Thanh Tâm cùng Tiểu Thiếu, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với Thành Thanh Tâm. Mà lại bây giờ khe đất của kết giới giữa cổ võ thượng giới cùng cổ võ trung giới cũng càng lúc càng lớn, Dương Thanh chỉ lo nghĩ về chuyện làm thế nào để bảo vệ thế giới mới, căn bản không hề có tâm tình đề nghị đến những chuyện nhi nữ tình trường kia. Bất chợt Dương Thanh lời đã xoay chuyển hỏi Ngô Hồng Bá, đám huynh đệ trước đó mang tới đang ở đâu, đưa tôi đi xem bọn hắn một chút, thật là hôm nay như thế nào? Huynh đệ mà Dương Thanh nói tới đương nhiên là những cường giả trước đó, tại sao khi mở ra cái hòm lý diện đã nhận được linh khí bên trong quan tài đưa tới đây bồi dưỡng đặc biệt kia. Ngô Hồng Bá lập tức mang theo Dương Thanh ra khỏi phòng, bọn họ để đang tu luyện tại trong đồng phủ phía sau hậu viện. Sau khi đi vào đồng phủ chuyên dành cho tu luyện phía sau hậu viện của Bạch Hổ Thành, những cường giả được tuyển chọn kia từng người giờ phút này đang tràn đầy nghiêm túc tu luyện. Nhìn thấy Dương Thanh đến, những cường giả này cũng đều lộ ra vẻ hết sức kích động. Chẳng qua bọn họ bây giờ được huấn luyện phi thường có kỷ luật, cho dù nhìn thấy Dương Thanh trong mắt ai đấy để tràn đầy kích động muốn chào hỏi nhưng không có mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ không tự mình đứng dậy nói chuyện. Dương Thanh nhìn xem đám người một vẻ mặt hài lòng. Những cường giả này gần như mỗi người đều đã có được tu vi ngũ phẩm thiên cảnh, chỗ ta thì lúc trước còn có một số người tu vi vẻn vẹn chỉ là tứ phẩm thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Dương Thanh cũng tiếp tục quấy rầy bọn họ, trực tiếp quay người rời đi. Chỉ ta thì chính anh cũng đang muốn nhanh chóng tăng cao tu vi. Trước đó khi đối đầu cùng Lan tộc khát máu, Dương Thanh cũng đã ý thức được hành tinh này nhìn qua không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, mà nó đã và đang âm thầm ẩn giấu rất nhiều thứ quỷ dị. Ngay cả chính anh lúc đó cũng là vì cơ duyên xảo hợp bất chợt nghĩ đến việc đem mấy người sói kia luyện chế thành đan dược để gia tăng thực lực. Nếu không thì anh giờ phút này cũng không có cách nào trở về nơi này, mà có lẽ sớm đã đem tính mạng để lại nơi đó. Bây giờ tại cổ võ trung giới có những đại tâm môn của hai thành kia đang nhìn anh chằm chằm, cùng những cường giả tại cổ võ thượng giới sắp kéo đến, điều này khiến anh càng ngày càng khao khát có được thực lực cường đại hơn. Bởi vì Dương Thanh phát hiện ra tu vi bản thân anh mặc dù nhìn thấy như là đang tăng lên, thực lực cũng đang càng ngày càng mạnh, nhưng trên thực tế Dương Thanh càng ngày càng cảm thấy mình nhỏ bé. Ngô Hồng Bá đi theo bên cạnh Dương Thanh vừa đi vừa nói, bọn gia hỏa này cũng tệ lắm, thiên phú tu luyện quả nhiên là cực cao, bán tại sao khi phục dụng những đan dược mà cậu lưu lại kia tốc độ tu luyện cũng đã nhanh hơn rất nhiều. Võ giả bình thường tốc độ tu luyện căn bản sẽ không nhanh được như vậy, điều này khiến tôi đều cảm thấy mười phần chấn kinh. Dù thế thì tôi lúc đầu cũng chính là dựa vào công pháp mà vô số cường giả trưởng bối trong tâm môn truyền thụ lại cho tôi, tự mình chỉ đạo.
còn có rất nhiều đan dược quý hiếm hỗ trợ mà họ mới miễn cưỡng là tới tốc độ tu luyện như thế này. Thế nhưng là mỗi người bọn họ bây giờ chỉ là phục dụng một cái đan dược mà cậu luyện chế để đạt tới loại cảnh giới này. Ngô Hùng Bá không ngừng nói nhỏ bên tai Dương Thanh, tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ Dương Thanh. Đúng lúc này, một đệ tử đột nhiên vội vàng chạy tới. Thanh chủ, không tốt rồi,